cư đi lê Mờ nông cư Mờ ga đắk lắc em cần bán hai lô đất đất đỏ ba gian đường bê tông láng o ai đã từng đến xã cư đi lê Mờ nông sẽ thấy chất đất ở đây chủ yếu là đất đỏ ba gian cực kỳ màu mỡ khí hậu mát mẻ ổn định đường xá ở đây bê tông hóa đã gần hết xã rồi em có hai sổ sổ một là ba m hai với hai mặt tiền đường bê tông dài hơn 100m giá là 499 triệu thôi sổ 2 là 2.300m2 với 50m mặt tiền bê tông và 65m mặt tiền đường đất giá chỉ còn 399 triệu trên đất hiện đang trồng là cà phê bơ khách mua có thể trồng thêm được cả sầu riêng nữa anh chị nhé mình sẽ vào cọc mỗi lô là 50 triệu và công chứng trong vòng 30 ngày, riêng sổ 2 thì mình sẽ công chứng muộn hơn một chút, Zalo em ghi ở dưới nhé.